Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình đã thoát ra khỏi cái trại của mình. Mình đang đi ra chim thôi anh em ạ. Mình vừa mới hạ cánh rồi anh em, thì mình đang ở bến xe đây. Thì lát nữa anh kia đấy thì mình sẽ giao 4 cặp bồ câu này cho anh. Mọi người có thể thấy này, đây là bồ câu gà Mỹ mọi người nhá. Mọi người có thể để ý cái chân này, không biết mọi người có thấy cái chân của con bồ câu gà này không? To y hệt như là gà luôn mọi người ơi, y hệt như gà luôn á. Đây này, mình sẽ cầm để cho mọi người xem luôn này. Đấy, bồ câu gà Mỹ này. Đây là bồ câu rặc luôn mọi người nhá, không có lai nhá. Mọi người nhìn một cái là biết rồi. Ở đây mình sẽ cho xem cặp giò của nó này. Mọi người có thể thấy là to như gà không? Mình đâu có nói quá đâu. Ở trại của mình thì nuôi rất là nhiều, đặc biệt là bồ câu Thái và bồ câu gà Mỹ. Thì riêng đối với loại bồ câu gà Mỹ này có thể nói là cái loại bồ câu mà to nhất hiện nay đấy. Thì mình cũng thường xuyên là ra cho những anh em nào mà có đơn đặt hàng. Thì sáng hôm nay thì thực ra là lần đầu tiên anh em thấy mình trong một cái bộ dạng như thế này. Không phải là mình điệu đà gì đâu anh em ạ. Là hồi sáng mình vừa mới lo xong công việc của mình nhé. Mình có công việc khác đấy, ngoài đôi bồ câu mình có công việc riêng của mình. Thì sau đó thì tranh thủ xong buổi trưa thì mình đi giao chim cho khách luôn. Mình cũng khá là tranh thủ thời gian đấy. Thì mình hay nói với anh em là mình là người luôn biết cách tận dụng thời gian, cũng như là cái cách làm sao để làm việc cho hiệu quả. Buổi sáng mình vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng mà đến chiều là mình chạy vụ đi, mình giao chim này. Thì mọi người có thể thấy này, những cặp chim của mình là mình để ở trong lồng mình giao cho khách á, thì nó cũng rất là chất lượng khi mà mang về nhà nuôi á. Thì ở trại mình là có bồ câu Thái với bồ câu gà Mỹ, thì cũng hay làm video ấy, thì chim ở trại mình như thế nào thì nó y hệt như vậy luôn, thì anh em có thể tham khảo xem. Hoặc là tại vì thời gian gần đây á, thì mình cũng nghe nhiều anh em than phiền về việc nuôi bồ câu ấy, nhưng mà mọi người cũng phải tỉnh táo nhé. Vì nhiều người họ cứ nói là nuôi chim bồ câu này nó nọ, thực ra là họ bán giống đấy anh em ạ. Họ cũng đẩy cái chim bồ câu Thái đi á, để cho anh em nuôi, họ bán rẻ á. Cái đó là nhiều khi anh em mua phải cái đó là anh em chụp mục đích đấy, xấu của họ đấy. Thật ra là họ vẫn kinh doanh rất ok. Mình hay nói là nuôi chim bồ câu không bao giờ mà sợ bị lỗ anh em nhé. Có lời thôi, thì anh em cứ xem video của mình thì anh em có thể thấy được. Đặt cái lồng này xuống đây để mình đợi cái tay khách hàng đến để mình giao chim cho anh luôn. Cái bồ câu gà Mỹ nó có một cái đặc biệt của anh em nhé, anh em nhìn vào một cái là anh em nhận biết được liền. Đó là cái màu lông của nó. Chim bồ câu gà Mỹ thì nó có màu nâu đỏ này. Màu nâu đỏ này là cái màu mà thịnh hành nhất và đẹp nhất, và màu phong thủy đối với nhiều người đó. Còn có cái lông thứ hai là màu vàng. Màu vàng thì theo mình thấy thì cũng ít người họ ham. Còn màu hơi đen thì màu đó thì không phổ biến lắm. Thì có cái màu nâu đỏ này anh em này. Màu này là nhiều người ưa chuộng nhất luôn. Mình cái này là mình đóng lại rồi, mình không gỡ lên được. Thế thì lát nữa mình sẽ quay thêm một ít hình
hình ảnh mà chim ở nhà để cho anh em theo dõi luôn, ở chuồng trại nó như thế nào, bắt đi nó ra sao để cho anh em thưởng lãm luôn. Mình thì ra còn đây đúng là mình làm ít video thật, nhưng mà mình hay nghĩ là làm thế nào nó chất lượng để cho anh em xem nó đỡ bị chán đấy. Nhưng mình cũng thay đổi bối cảnh liên tục để có gì cho anh em xem rồi anh em ủng hộ cái kênh của mình. Thì anh em nào mà có nhu cầu giao lưu ấy, thì cứ liên hệ với mình nhé. Ở đây sau khi mình đi giao chim về thì bây giờ mình quay liền một cái video ở trại của mình để cho anh em xem chim và cô gà Mỹ ở trại này. Thì anh em có thể thấy này, cái cặp mà hồi nãy tương tự như cặp này hồi nãy mình mới đi giao anh em nhé. Anh em có thể thấy này, nó to không? Phải nói là khủng khiếp luôn đó mọi người. Có loại bồ câu gà Mỹ ở trại mình, mình cũng không hiểu là tại sao là mình nuôi nó lại to thế anh em. Tại vì mình cũng đi một số nơi nhưng mà nhiều người khác nuôi không bằng mình được đâu. Có con cả ký anh em ạ. Thì bồ câu gà Mỹ thì mình nghe nói là loại bồ câu mà to nhất hiện nay. Cái giống ở trại của mình á thì là giống bồ câu chuẩn luôn, không lai anh em ạ. Anh em mà khi đi mua bồ câu gà ấy, anh chỉ cần để ý đến cái màu lông của nó. Màu lông của nó là không được trộn màu nhá. Ví dụ như là con thì màu lai một ít màu trắng này, con thì lai một ít màu xám này, là chắc chắn là nó bị lai đấy. Là anh em nuôi là không được đâu nhá. Nói chung là không phải là không được, nhưng mà nó bị lai quá nhiều rồi nên nó, khi mà nó đẻ con của nó ra thì nó sẽ bị nhỏ anh em ạ. Nó không thuần chủng nữa ấy. Thì con của nó không đạt chất lượng như là chim bố mẹ. Nên là nhiều người cứ bảo là nuôi mua một con gà về ấy. Nhưng mà càng nuôi nó càng bé. Càng nuôi nó càng bé mới lạ chứ. Đó là cái loại chim lai đấy. Tại vì nhiều anh em mua ở những đâu mình không biết, nhiều khi mua phải chim lai thì đúng là tội nghiệp. Tại vì giá bồ câu gà nó rất là mắc anh em ạ. Nãy cái sọt ấy mình chở đi đấy, cái đấy là cả mấy triệu của mình đấy. Chở đi ra ngoài đường nhiều khi cũng áp lực nữa. Nhiều người họ cũng để ý, họ hỏi trên đường luôn. Nhưng mà mình cũng không bao giờ mình bán anh em ạ. Tại vì mình đã quyết định là đi ship đi cho ai là mình ship đấy. Mặc dù ai có trả cá cao hơn mình cũng không bao giờ bán anh em. Mình thì là một người rất là mê chim anh em nhé. Mình mê chim lắm. Nên mình lựa những cái giống nào nuôi là mình phải đảm bảo chất lượng mình mới nuôi được. Cũng như là mình chuyển giống cho ai thì chắc chắn là người đó nuôi là sẽ thành công đấy. Anh em cứ đến trại của mình thì anh em có thể thưởng lãm được những cái hình ảnh như thế này. Những cặp chim bồ câu gà siêu đẹp, siêu thuần chủng luôn nhá. Tại vì nhiều chỗ mình cũng đi thăm thú, nhiều chỗ nó bán chim lai anh em ạ. Những anh em mà không biết là mua phải chim lai là mình nuôi nó không có to được. Anh em để ý đến kỹ đến màu lông của nó. Và chim bồ câu gà Mỹ thì màu lông nâu đỏ này là màu được ưa chuộng nhất anh em ạ. Nó có hợp phong thủy nữa đấy. Đấy anh em có thể thấy là những cặp bồ câu màu nâu đỏ này. Chim bồ câu gà Mỹ ở trại mình thì mình cho ăn cá món cỏ và ăn trộn thêm bắp thôi anh em ạ. Còn những anh em khác cứ hỏi là cho nó ăn lúa không, mà lúa tuyệt đối không cho ăn anh em nhé. Lúa ăn thì nó sẽ bị nấm diều đấy. Thì anh em lưu ý kỹ ở cái nguồn thức ăn cho chim bồ câu. Loại bồ câu nào cũng vậy, từ bồ câu gà đến bồ câu Thái thì anh em phải lưu ý nhé. Đấy, anh em có thể thấy cái cặp này là mình ưng ý nhất luôn. Anh em có thể nhìn thấy con bồ câu trống ở bên trái đó. Nó to như khi mình nghĩ là to hơn cả gà anh em. Nhiều người họ đến trại mình họ cứ nghĩ đây không phải là bồ câu đâu, họ cứ nghĩ là con gà. Nhiều người đến họ hốt hoảng luôn mà, tại vì họ chưa chứng kiến cái loại bồ câu nào mà to như thế này. Anh em có thể thấy này, mình đâu có nói phét làm gì, hình ảnh như nào là nó như vậy luôn. Nhìn rất to và màu rất đã. Và anh em nào mà lấy bồ câu của mình thì nuôi tầm khoảng vài tháng là hầu như là to như này hết anh em ạ. To hết. Đây là cái loại bồ câu màu vàng anh em ạ. Màu vàng cái này mình thì mình chỉ thích màu nâu đỏ đấy nhá. Mình hay là cái sở thích của mình khác với nhiều người. Riêng mình cảm thấy màu nâu đỏ là màu cực kỳ bắt mắt. Đây là những cặp bồ câu là chuẩn bị vào sinh sản hết rồi. Riêng bồ câu gà nó, cái giá của nó phải nói là đặc biệt là cao. Nên mình chuyển cho anh em là hầu như là những cặp nào là chuẩn bị vào đẻ hết rồi đấy. Là mình mới giao cho anh em. Nên giá nó cũng rất là cao. Nên là anh em cũng hay hỏi mình là giá bồ câu gà tại sao nó cao thế. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cái loại bồ câu gà là loại
giống một câu to nhất. Và chất lượng dinh dưỡng thịt của nó là số 1 luôn. Nhưng mà mình chỉ nuôi theo cái mô hình kiểu như nuôi ăn chơi, nuôi làm cảnh các thứ thôi anh em ạ. Chứ nuôi kinh doanh là mình phải nuôi bồ câu Thái nhá. Một con bồ câu ra ràng mà bồ câu gà Mỹ anh em, hoặc là bồ câu Thái, chất lượng của nó bằng 3 con gà nhá. Mình nếu mà mình tính về độ dinh dưỡng của nó bằng 3 con gà đấy. Riêng về cân nặng của bồ câu gà này thì nó bằng con gà tre luôn đấy. Bằng con gà tre anh em nhé. Nên là anh em đúng là tính toán, mình tính đi tính lại thì đúng là nuôi bồ câu là một cái cực kỳ là hữu ích cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe. Ai ví dụ như là ốm ốm hay là mệt mệt mà chỉ cần nấu cháo một con bồ câu lên ăn là thôi là khỏe liền. Khỏe re đấy anh em. Ai mà ốm nặng nặng là quất thêm hai con thôi là tỉnh luôn. Đấy, nên nuôi bồ câu nó là một cái hướng đi phát triển kinh tế là vậy anh em. Nhiều bây giờ nhiều nhà hàng, nhiều quán ăn, quán nhậu nó mọc lên là nó tiêu thụ bồ câu này nó ngốn lắm. Nên mình hay nói là anh em nào mà có nhu cầu mà sở thích nuôi bồ câu á thì cứ đến trao đổi với mình, không cần mua giống của mình cũng được, mình sẵn sàng chỉ cho anh em nuôi bồ câu như nào để thành công luôn. Cái điều đó là mình hay nói rất là nhiều và có nhiều người đến trại của mình để học hỏi. Đấy, những cặp bồ câu. Và mình cũng hay chuyển hướng làm loại bồ câu này, bồ câu nọ để cho anh em xem cho đỡ chán ấy. Thì mình cũng luôn hy vọng là anh em có gì ủng hộ kênh của mình nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người.